Hello mọi người, hiện tại thì Sang đang test thử một cái dòng loa khá là hot hiện nay trên thị trường. Cái dòng này nói chung ở thị trường Việt Nam chưa có đâu, nhưng mà ở thị trường Mỹ thì rất là nhiều người ta sẵn có cái con này. Đây là dòng sản phẩm của thương hiệu Electrovoy EV-XG2. Bây giờ mình sẽ test thử chất âm của con này xem như thế nào mà lại hot như vậy nha. Ok mọi người. XG208 này mọi người. Thật sự thì đối với con này thì mình cảm giác lớn hơn so với con EV8 trước đó. Và cũng thông tin cho mọi người luôn, đây là một cái dòng sản phẩm không pin nha mọi người. Con này nó không có pin, nó khác với cái con EV8 cái điểm đó thôi. Còn về cái phần mixer thì mình thấy ở cái phần này thì cái giao diện của nó cũng có thay đổi một số điều. Thì cái này anh Vũ sẽ có một cái video clip review cụ thể với cái dòng này cho mọi người. Ok mọi người, thì mình test chất âm của con này, mình thấy chất lượng con này khá là ok. Còn mọi người thấy như thế nào hãy để lại comment phía bên dưới nha. Nếu mà thấy video rất hay hãy để lại like, share, subscribe với kênh Thiên Vũ nha. Bye bye mọi người.